Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và đây là kênh YouTube duy nhất và chính thức của mình. Anh em nhớ subscribe để không bỏ lỡ những siêu phẩm cũng như là giúp mình có được nút bạc một cách sớm nhất. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè. Phần của các thủ đến phía team FPO đội của Thái Bình em ạ. Rồi, như vậy là chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây, mình sẽ phép mở tiếng game đây rồi. Chúng ta có Roman trong tay của game thủ Mạnh Hào anh em nhé. Mạnh Hào cầm Roman. Chúng ta có game thủ Anh Huy là người được cầm Cho Son. Như vậy Quân đang khá là xấu. U98 được cầm AC. À đây rồi. Và chúng ta U98 ở một cái thế gọi là không thể tuyệt vời hơn anh em ạ. Và cuối cùng, nhân tố cuối cùng của chúng ta đó là game thủ Chim Sẻ Nắng. Em là người được cầm Roman, Quân sở trường. Như vậy chúng ta là Zom cho AC Zom. Đội bạn là Summin Baby Pearl. Như vậy đánh viên thế trận đội 4 thì bạn vẫn sẽ nhỉnh hơn chúng ta. Zom cho AC Zom. Và đây là quả đầu 7 cây dành cho game thủ Chim Sẻ ở trận thi đấu này. Trận thi đấu thứ 6 ở trong buổi tối ngày hôm nay ở nội dung AE1. Rất tuyệt vời anh em ạ. Vâng, trận thi đấu trước đó là một trận đấu phải nói là siêu phẩm của siêu phẩm. Những anh em nào mà đánh đế chế không xem trận thi đấu vừa rồi, đó là một thiếu sót rất lớn. Ôi, phải nói là tuổi trẻ, người ta sẽ hay nói một câu là tuổi trẻ chưa trải sự đời ở trong trận thi đấu trước. Đó là một trận đấu mà khiến cho team AE Thái Bình vô cùng bé mặt. Bình luận viên Tân Nhân Hải bây giờ còn đang nói không biết là giấu mặt vào đâu sau trận thiếu vừa rồi nữa. Anh không có chỗ nào để chui xuống nữa rồi. Vâng, đang đi dò đến từ game thủ Chim Sẻ khi em đã có hai bầy hiệu và những cái rừng gần nhà. Đang làm một vòng đi dò nữa ở đây. Chúng ta sẽ đánh đủ 7 trận anh em nhé và chắc chắn thắng buổi tối ngày hôm nay rồi, bất biết. Nhưng bây giờ chúng ta có thua từ đầu đến bây giờ, chúng ta có thua từ bây giờ đến hết trận. Hết buổi tối ngày hôm nay chúng ta vẫn có điểm được chưa? Vâng, đủ đồ luôn đến Chim Sẻ với hai bầy hiệu, hai bãi quả, một bài Roman đầu cánh. Chúng ta sẽ cần phải check xem ở trong góc 9 giờ hay trên góc 12 giờ có kẹp xăm hay không. Đây là những vị trí hết sức nhạy cảm ở trong trận thiếu này và cần có những tình huống đẩy xe dò đến từ các game thủ bên phía team AE Sparta. Và mình nghĩ rằng với cái con mắt với nhãn quan chiến thuật của Chim Sẻ thì cũng sẽ nhắc nhở đồng đội của mình để có thể kiểm tra góc 3 giờ, à xin lỗi, góc 9 giờ cũng như là góc 12 giờ mà thôi. Em đang tích cực đưa dân đi dò. Đây là màn máy của siêu nhân Mạnh Hào, một trận đấu mà anh đã đánh mất chính mình, người con đến từ mảnh đất Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng. Không hiểu sao Mạnh Hào có một trận đấu cầm Mang-Jê lại có thể chém được cả 4 nhà bên phía đội bạn như trong trận thiếu vừa rồi. Và trước khi đến với những tình huống ở trong trận thiếu này thì vẫn xin anh em dành ít phút cho quảng cáo ạ. Mua sàn VFloor nhận ngay quà to. VFloor tri ân cộng đồng khán giả AOE với chương trình khuyến mãi khủng. Mua 10m2 đến 50m2 sàn SPC sẽ được tặng ngay một mũ bảo hiểm và một bình giữ nhiệt cao cấp. Mua trên 50m2 sàn SPC sẽ được tặng ngay một mũ bảo hiểm và một ấm điện siêu tốc. VFloor tự hào mang đến sản phẩm sàn SPC với khả năng chịu nước, chịu nhiệt, chống tiếng ồn và hoàn toàn thân thiện với môi trường. Hãy đến ngay các đại lý VFloor trên toàn miền Bắc để nhận ưu đãi hấp dẫn. VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Sparaio, sản phẩm bào tử lợi khuẩn Anh Quốc bảo vệ và chăm sóc đường tiêu hóa hàng đầu hiện nay trên thế giới với các chứng nhận cao quý từ FDA, Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FSA, Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm Châu Âu và Bộ Y tế Việt Nam. Sparoil với tác động 3 trong 1, xử lý tận gốc viêm đại tràng, cân bằng hệ vệ sinh trong đường ruột, phục hồi và tái tạo đường ruột đại tràng, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên giúp vết loét nhanh lành. Sparoil, muốn khỏe đại tràng, xài hàng Anh Quốc. Dạ vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Xin chào tất cả anh em đang xem. Đây là máy Mạnh Hào, bài có 4 voi hiêu đầu thì không có nhiều anh em ạ. Anh quyết định ăn voi ở BS luôn cho đỡ mỏi tay. Một bài đầu cánh, như vậy là chúng ta có 2 Roman ở đầu cánh trận thiếu này. Bên phía đối phương sẽ có những đơn vị quân như là Summer, Minwan, là có khả năng đánh cung, Baby cũng có khả năng đánh cung nữa. Và Minwan trong tay thủ 9 đi công rồi, và 9 đi công thì chưa bao giờ làm đối thủ của team Thái Bình thất vọng anh em ạ. Hãy nhớ điều đó, 9 đi công luôn là một ngôi sao hy vọng dành cho những đối thủ của team FPO Royal Thái Bình trong những cuộc đối đầu trực tiếp như thế này. Và một chiếc nhà BB đến từ cái thủ Mạnh Hào khi anh đánh 25 dần ở đầu cánh và đánh chém nó đương nhiên rồi. Ai ơi, vâng, ăn 2 hit luôn, đau quá. Rồi giải quyết con voi này thôi, con voi thứ hai được đưa về nhà chính của anh. Đeo máy cái thủ Chim Sẻ. Chim Sẻ sẽ đánh bao nhiêu dân đây? Đang soi tham. Hồng Anh được cầm pơ và 22 dân đi được Hồng Anh, 5% thì chết tôi rồi. Hồng Anh nó cay rồi anh em ơi. Hồng Anh, Hồng Anh đánh 22 dân và 5% thì chết rồi. Vâng, Hồng Anh nó cay rồi anh em ạ. Bài Sẻ thì 2 quả phụ bầy hiêu đầu. À 2 bầy hiêu anh em ạ. Nhưng mà Hồng Anh đánh 22 dân pơ thì hỏng rồi. Một cái thủ hệ giữ dân kém nên quyết định đánh ít dân thì chết, đỡ chết nhiều. Và BLBB thiết kế đến cái thủ Chim Sẻ bài đấu kích ở 10 sớm.
Vâng, đóng nhanh lên Hồng Anh ở đầu cánh nó chắc 5%. Vâng, 10-05 đến từ chim sẻ với 25 dân của Roman. Vâng, đây là anh Huy. Một bài đấu được cầm cho Son cũng rất nhiều voi về và đang kích đời đến từ anh Huy rồi. Cũng khá sớm trận đấu này đấy chứ. Huy hôm nay đánh rất tốt. Vâng, đeo mặt máy của anh thủ 98 vẫn đang đời 1 đây này. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Vâng, BA đến từ anh thủ 98, bài kích ở cuối 10 đồng 11. Vâng, Mạnh Hào thì cũng đã ăn vàng và kích đời là đương nhiên rồi. Mà bài cầm Roman đầu cánh. Vâng, khả năng cao là sẻ sẽ gần Hồng Anh rồi. Đúng là như vậy, Hồng Anh đây rồi. Bày qua sẻ có giò thủ rồi. Đây là nhà của đây là con giò Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh đang lao thẳng vào nhà của game thủ U98. À không, Hồng Anh quay trở lại nhà chim sẻ. May quá. Chưa vào nhà 98 nhưng chứ nó vào nhà 98 tầm này được ngất đấy. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Vâng, sẻ quyết định đầu sóng ngọn gió để bảo kê cho người em của mình, bơm đồ cho đồng đội U98 kích đời khổ thế. Đó là một tình huống bơm đồ để 98 nâng chặt gỗ thì đúng hơn. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh của đội 3 thì xin phép anh em dành ít phút quảng cáo ở giữa trận ạ. Sàn thương mại điện tử Ego Mall đang có hàng ngàn ưu đãi dành cho cộng đồng đam mê AOE. Đặc biệt, trong tuần này, thương hiệu thời trang Lamborghini có chương trình giảm giá 50% các sản phẩm đồng hồ cơ khi mua hàng tại egomall.vn. Số lượng có hạn, anh em hãy nhanh tay truy cập egomall.vn để lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ cơ đẳng cấp, lịch sử và sang trọng. Hotline 1900 9058. Ego Mall, đề chế mua sắm. Rồi, bạn ta cũng quay trở lại với trận đấu này. Sẻ vừa vẩy một bóng BS ra để giữ dân của mình với khoảng 5 đến 7 nông dân ở đó. Tham lai 26-60. Đây là màn ấy của kỹ thủ Sparta Anh Huy. 2L bắt đều đây rồi. Vâng, hết hào đến Huy anh em ạ. Hết hào thì chúng tôi còn anh Huy nhá. Vâng, hết hào chúng tôi còn anh Huy. Sẻ hôm nay vẫn đang chưa thi đấu. Vâng, đa phần vẫn là Huy hào thi đấu. Vâng, vẫn đang đợi 2 hào. Ôi giời ơi. Vâng, con vừa mới hóa đời 3. Vâng, vừa chém được truy bệnh và vừa chém được cả công công đến từ game thủ anh Huy của chúng ta. Trời ơi, vậy nhanh quá, đánh cung A này. Vâng, đánh cung A đến từ game thủ công công. Và 9 đi công chưa bao giờ làm đối thủ thất vọng. Vâng, 9 đi công chưa bao giờ làm đối thủ thất vọng. Hãy tận dụng điều này. Vâng, tích chém, làm tân chém vậy em ơi. Làm tân chém vậy em ơi. Vâng, 9 đi công chưa bao giờ làm đối thủ thất vọng anh em ơi. Cả nhà mình ơi. Vâng, bánh xe ở đâu ra tầm này hả con ơi. Vâng, vẩy hộ cái. Tôi đã bảo với các bạn rồi, công công chưa bao giờ làm anh em thất vọng cả được chưa. Vâng, ai à, ông vẩy rát thế nhỉ. Ok bạn yêu. Vâng, vẩy em sai. Vâng, chiến công là chính thức bị game thủ anh Huy đánh cho. Vâng, tặc dẹo luôn. Một bài đấu được cầm cho Son dâng lờ. Vâng, giữ dân ở nhà, có bánh xe và chạy luôn đi anh Huy. Rất tốt, tuyệt vời. Vâng, một tên chém tốt đến từ anh Huy và giữ dân ở nhà cũng phải khéo nữa. Khi mà những con lạc đà của cây thủ bên phía team SPO Royal Thái Bình bắt đầu lao vào để quản anh Huy. Bởi vì Huy đang chém chết chủ lực đội bạn. Hay lắm. Timeline là 24/32 dành cho game thủ Sparta Anh Huy. Chúng ta đốt hết ruộng người cầm Minh Loan đi. Một bài cầm cho Son đi dâng lờ. Tốt. Vâng, như vậy là anh em bảo bình luận to quá, em sẽ cố gắng bình luận nhỏ lại một chút ạ. Timeline là 26. Đây là màn máy game thủ chim sẻ đầu cánh bơ. Vâng, timeline. Vâng, như vậy là Hồng Anh tên này bị chim sẻ đáng hạ gục. Hồng Anh sẽ bị chim sẻ đáng hạ gục với bài đấu cầm Persian đánh 22 dần. Vâng, chạy đấu dần bơ thì không có bánh xe Hồng Anh ơi. Vâng, lên sớm lắm. Lên đời sớm lắm. Này, lên đời sớm này, lên đời sớm này. Này, lên đời sớm này, lên đời sớm này. Đánh cho fit luôn này. Lên đời sớm này. Lên đời sớm này. Timeline. Ui giời ơi. Đội bạn chỉ còn mình game thủ truy mệnh nữa mà thôi. Thái Bình chỉ còn mình game thủ truy mệnh nữa mà thôi anh em ơi. Cả nhà mình ơi. Dãy đẩy lên anh em ơi. Vâng, timeline là số là 38/60 dành cho game thủ chim sẻ đáng BC để bung ra phát triển luôn. Tùng cá chép chỉ biết cười trừ anh em ạ. Tùng cá chép bình luận viên của FPO Royal Thái Bình chỉ biết cười trừ trong trận đấu này thôi. Vâng, bình luận viên của team Thái Bình còn không thể hiểu nổi tại sao các thủ bên phía team FPO Royal Thái Bình lại có thể yếu đến vậy. Vâng, họ không hề có bất kỳ một sức chống đỡ nào trước các thủ đến từ team FPO, đến từ team AOE Sparta. Họ không hề có sức chống đỡ gì. Sẻ còn phu cả dân của Hồng Anh nữa, thế này có chết tôi không chứ. Đầu cánh tham lai 42 ạ. Vâng, gặp bơ kích 9-15 và tham lai 42 này có chịu được không anh em. Vâng, bung nhà chính ra phát triển. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào với timeline 27. Hồng Anh chính thức defeat. Vâng, Mạnh Hào đầu cánh timeline 28 luôn, có phủ. Đây là màn máy của game thủ U98 với timeline là 60. Vâng, rất nhiều cung R98.
được chim sẻ đáng bảo kê. Ở đầu sóng ngọn gió đã không có những cái gì đó vào nhà chín tám ở thềm đầu, thì bây giờ chín tám đang nở ra rất mạnh rồi, quá khỏe đấy chín tám luôn. Tham lai đường số là 59/76 dành cho bài đấu này của game thủ U98. Đây là bàn máy của game thủ Anh Huy với tham lai 19. Một trận đấu em dâng lời lên và tỷ số là 6-0 dành cho team Bang Esparta. Vâng, tầm này thì quân gì cũng thắng rồi. Tầm này thì quân gì cũng thắng em ạ. 6-0. Hệ thống quán nhậu tự do, ăn ngon, ngồi đẹp, giá vỉa hè.